Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Clip tiếp theo này chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý vị nữa là một mẫu cuốn thư bằng gỗ gụ cực kỳ chất, cực kỳ độc đáo, đặc sắc của cơ sở đồ gỗ Hiền Lành. Toàn bộ chữ nho đã được chúng tôi dát bằng vàng thật 4 số 9 cho quý khách ở trên Hà Giang. Quý khách đã đặt rất lâu rồi, hôm nay chúng tôi mới hoàn thiện xong phần dát vàng thật để bàn giao cho quý khách. Dát vàng thật thì giá thành của nó cao hơn rất nhiều so với thép vàng Đài Loan. Và mẫu cuốn thư này cũng là mẫu cuốn thư rất là mới lạ cho quý khách. Thì kích thước của chiếc cuốn thư này là dài 2m37 và cao 1m07 và độ dày là dày 6 phân, được chạm khắc bằng tay, cực kỳ sắc nét. Đây quý vị nhìn những chữ nho thép bằng vàng thật đây. Khi mà không gian tối thì vàng thật nó sẽ phát quang, phát sáng. Vâng, bên trên là chúng tôi đục Phượng Hoàng đây. Mẫu rất là khác lạ. Vì chúng tôi nhận đặt theo yêu cầu của quý khách. Quý khách nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành ở làng nghề gỗ Mỹ Nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định theo hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 526684. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.